xin chào tất cả các bạn. Thì trong video này mình sẽ chia sẻ với các bạn cách để chúng ta có thể mang được cái giờ độ Dark Mode lên trên cái trình duyệt web Safari của iPhone nha các bạn. Thì trên iPhone nè, khi mà chúng ta kể cả khi chúng ta kích hoạt cái chế độ nền tối trên iPhone, thì khi mà các bạn lướt web đó bằng Safari chỉ gặp vào một vài trang web thì cái nền của nó vẫn là sáng, nó không có kích hoạt chế độ tối trên cái trình duyệt web Safari cho chúng ta. Thì điều này là nếu mà chúng ta lướt web vào buổi tối thì nó khá là bị chói mắt. Thì hôm nay qua video này mình sẽ chia sẻ cho các bạn cách để chúng ta có thể mang được cái chế độ nền tối khi mà chúng ta lướt web trên Safari, áp dụng vào tất cả những trang web luôn nha. Rồi mời các bạn cùng theo dõi video này nhé. Đầu tiên thì các bạn truy cập vào App Store, tìm giúp mình cái phần mềm Dark Mode, Dark Night Mode for Safari này nha. Thì các bạn tải về trên máy, các bạn không cần mở ra nha, thì các bạn chỉ cần gõ tên nó và các bạn tải về thôi. Thì đây là cái phần mềm miễn phí, các bạn có thể tải về dễ dàng. Thì khi mà các bạn tải về hoàn tất thì nó sẽ có cái biểu tượng ở trên màn hình của thiết bị iPhone. Thì các bạn cứ để nguyên ở đó và chúng ta sẽ mở Safari lên nha. Thì sau khi mà các bạn đã tải cái phần mềm đó về rồi đó, thì các bạn chú ý là khi mà chúng ta lướt web bằng Safari, các bạn sẽ bấm vào cái phím mà kế bên hai chữ A nè, bên góc trái. Các bạn sẽ bấm vào chỗ này thì nó sẽ hiện ra một bảng như vậy. Thì các bạn chú ý cái phần là quản lý phần mở rộng này nha. Các bạn bấm vào quản lý phần mở rộng nè. Thì trong này nó sẽ xuất hiện cái chữ Dark Night mà các bạn là cái phần mềm lúc nãy các bạn tải về đó, thì các bạn bật nó lên nha. Rồi, chúng ta bấm xong. Lúc này thì nó vẫn chưa kích hoạt chế độ nền tối đâu nha. Chúng ta phải thực hiện thêm một bước là các bạn sẽ thấy ở đây nè, chỗ Dark Night nó sẽ hiện thị ra chỗ này. Thì các bạn sẽ bấm vào cái chỗ Dark Night này một lần nữa. Rồi, các bạn sẽ bấm vào cái chỗ bật. Đó, xong. Thì bây giờ là các bạn đã lướt web, nó sẽ hiện cái nền tối lên trên cho các bạn như vậy nè. Thì giúp cho chúng ta lướt web vào buổi tối nó cũng tránh bị tình trạng là chói mắt đó các bạn. Thì ví dụ như các bạn sau này á, các bạn không thích chơi cái chế độ nền tối nữa thì rất là dễ dàng thôi. Chúng ta bấm vào cái biểu tượng ở trên góc trái và chúng ta bấm vào chỗ Dark Night nè. Thì các bạn bấm vào chỗ tắt đi. Đó, thì nó trở lại cái nền sáng bình thường của Safari. Thì cái chế độ mà Dark Night này nó áp dụng trên tất cả những trang web luôn nha các bạn. Ngoài ra thì khi mà chúng ta bật cái chế độ Dark Night này nè, các bạn có thể chỉnh được cái độ sáng của bức ảnh luôn nha. Ví dụ như khi mà chúng ta kích hoạt cái chế độ Dark Night này mà các bạn thấy cái hình ảnh trên cái trang web nó còn quá sáng đó, thì chúng ta có thể điều khiển cái thanh này nè, các bạn có thể giảm nó về đây để nó giảm cái ánh sáng của cái hình ảnh luôn nha. Còn nếu mà thấy tối quá thì chúng ta kéo nó qua bên phải. Rồi, thì lúc này các bạn có thể hoàn toàn mà lướt web theo cái chế độ nền tối trên Safari, kể cả những trang web mà nó không hỗ trợ chế độ nền tối khi mà chúng ta chưa có kích hoạt cái phần mềm Dark Night này. Rồi, thì video này của mình đến đây xin tạm dừng. Cảm ơn các bạn quan tâm theo dõi. Xin chào, hẹn gặp lại trong những video tiếp theo nhé.